Xin chào mừng toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của em Xuân Quyết, Long Biên, Hà Nội. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em giới thiệu đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe vừa về showroom em. Đây là một chiếc xe nằm ở trong phân khúc hạng D đến từ thương hiệu của Toyota Nhật Bản, là một chiếc xe Toyota Camry 2.4G được sản xuất 2004. Đây là một chiếc xe phải nói là đẹp xuất sắc quý vị nhé. Từng cm một sơn của xe là zin 70%, máy số nguyên bản tuyệt đối, keo chỉ zin 100%. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị anh chị và các bạn đang xem video clip của em, hãy ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh phía bên phải màn hình và bật vào rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kể video nào trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2 đến 9 chỗ tại số 36 km 3 cầu Hà Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Tổng quan về hình ảnh của chiếc xe Toyota Camry này, chúng ta quan sát đấy ạ, có một cái lớp sơn zin 70%, cho nên là nhìn cái độ nổi nhũ nó rất là đẹp bóng, chất lượng. Chiếc xe này bên em chào bán với mức giá nó chỉ có hơn 200 triệu một chút thôi. Giá em sẽ báo ở phần cuối của video này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian chờ lâu của toàn thể quý vị, sẽ cùng em đi tổng quan một vòng chiếc xe Toyota Camry này quý vị nhé. Về cái ngoại hình thì nó là một chiếc xe nằm ở trong phân khúc hạng D, to, trường và mang cho chúng ta rất nhiều các trang bị option để mà di chuyển ở tất cả các cung đường dài an toàn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng 4 bánh, bóng khí an toàn, ghế hành khách, ghế người lái trên vô lăng. Vô lăng điều chỉnh gật gù lên xuống, tích hợp media, hệ thống gương của xe là cụp xe bằng điện, chỉnh điện 4 hướng tất cả quý vị nhé. Ngay sau đây em sẽ nổ máy, bật điều hòa và mở nắp capo lên để cho quý vị và các bạn chứng cái khối động cơ 2.4G trên chiếc xe Toyota Camry 2004 này. Động cơ đã nổ, điều hòa bật. Và bây giờ em sẽ nhấc cái nắp capo lên để cho chúng ta quan sát tổng quan về cái khối động cơ của chiếc xe này quý vị ạ. Nắp capo thì được lên bằng cần thủy lực rất là nhẹ nhàng, chỉ một ngón tay thôi là đã đưa được cái nắp capo lên rồi. Bề mặt phía dưới của nắp capo chúng ta quan sát đấy ạ. Tất cả bên trong này là sơn tĩnh điện nguyên bản zin 100% và cái bề mặt nỉ này còn rất là đẹp, không có chỗ nào bị rách bị bẩn cả. Chúng ta quan sát đấy ạ, rất là đẹp. Đấy, phía trên này là tem giấy của nhà sản xuất vẫn nguyên bản này, chữ Toyota dập chìm vẫn zin hết quý vị nhá. Kể cả là từ những con ốc bắt ở trong này để mà lắp cái mặt ca đăng ấy còn rất đẹp. Cần thủy lực để mà đẩy cái nắp capo lên là zin 100%. Nhìn tổng quan về cái bát bèo ở phía bên phải là bên lái của xe đấy ạ, chúng ta thấy đấy, nó đẹp, nó zin từng góc cạnh, từng cm luôn quý vị nhá. Rất là đẹp, chất lượng. Tìm một chiếc xe Camry 2.4G đẹp chất như này phải nói là rất ít được thị trường. Nếu chúng ta đang tìm kiếm cho mình một chiếc xe chất, xe đẹp, động cơ 2.4 số sàn thì hãy liên hệ ngay với em Quyết để sở hữu chiếc xe này. Tìm được một chiếc xe đẹp chất như này ở trên thị trường thì nó rất hiếm. Về phần động cơ thì chúng ta thấy đấy, máy nổ, bật điều hòa êm ru luôn. Tất cả những cái bề mặt này chúng ta nhìn nó sáng không ạ? Sáng bóng và nó zin nguyên bản nhé. Động cơ là VVTA 16 van thẳng hàng, giúp cho cái khả năng chạy rất là êm ái, mượt mà rất tiết kiệm nhiên liệu. Cái đùm phanh ABS thì chúng ta quan sát đấy, được trang bị thiết kế nằm ở đây, nó rất là đẹp. Tất cả con ốc của xe nó là zin nguyên bản hết quý ạ. Đấy, máy nổ rất là êm. Về cái phần thanh rằng của xe thì chúng ta quan sát đấy, là một cái hớp sơn tĩnh điện nguyên bản mà nó rất đẹp. Trên này là cái phần tem giấy vẫn còn zin hết. Tất cả các cái tai đèn là nguyên tuyệt đối luôn. Máy nổ thì cực kỳ là êm rồi. Em đóng cái nắp capo xuống này. Thì về phần ngoại hình chúng ta quan sát cái đầu trước của xe được trang bị một miếng mạ chrome thanh cơ đăng tản rất là to, nhìn nó rất là sáng bóng mà giúp cho một cái góc nhìn nó rất là sang trọng, phải không ạ? Hệ thống đèn thì được trang bị là halogen, có tích hợp cả ở đèn gầm, giúp cho cái khả năng chiếu sáng rất là tốt và di chuyển đi vào các cái cung đường tối sương mù rất là ok. Tất cả những cái nẹp là điểm trang trí chrome chạy dọc từ ở phần đầu xe mà ăn ra phần bánh xe, chúng ta thấy không ạ? Sau bao nhiêu năm rồi nhưng mà còn rất đẹp nhé, không có một dấu hiệu của cái sự rạn nứt hay là bị đứt, bị gãy, bị vỡ đâu. Sơn nhựa thì về bên em có tỉa và đánh bóng thôi, chúng ta thấy đấy, nó đẹp xuất sắc từng cm một. Trên chiếc xe này 2004 thì chỉ có tích hợp xi nhan ở sườn thôi chứ không có xi nhan ở trên gương. Còn lại gương thì sẽ điều chỉnh lên xuống cụp xòe theo chìa khóa và nút công tắc chỉnh ở bên trong. La răng thì trang bị là la răng đúc 16, đấy, la răng đơn 16 inch. Bên trong la răng này là một cái hệ thống đĩa kép tản nhiệt và kết hợp với phanh ABS chống bó cứng 4 bánh, giúp cho khả năng di chuyển rất tốt. Dàn lốp Michelin rất là mới quý vị nhé. Nếu mà chúng ta di chuyển một chiếc xe đã được trang bị lắp một dàn lốp Michelin rồi thì nó đã giảm cho chúng ta được khoảng tầm hơn chục triệu một chút. Bởi vì mỗi quả lốp này nó rơi vào khoảng tầm 2 triệu 3, 2 triệu 4 một quả. Thì chúng ta thấy đấy, đây là cái gai lốp này, nó rất là dày. Và tất cả các cái dâu quý vị nhé, đấy, những cái dâu cầu này nó còn rất là dài để chúng ta di chuyển khoảng chừng đâu đó
7 vạn nữa, 8 vạn nữa thì chưa cần phải thay cái dàn lốp. Về phần bên sườn của xe chúng ta thấy đấy, cái lớp sơn của xe nó là zin và đánh bóng lên thì nó có một cái độ sâu rất là sâu và giúp cho chúng ta rất là đảm bảo về cái việc vệ sinh. Chỉ cần bẩn trước lấy gana đánh lau đi cái là sạch ngay, bởi vì cái lớp sơn zin nó rất là đanh, rất là chắc. Về cái phần tay mở cửa thì đã trang bị là tay mở cửa nẹp chrome. Đấy, cái này là zin quý vị nhé. Chân kính này cũng được nẹp chrome này. Toàn bộ dàn kính là đã dán phim tráng gương chống tiêu UV tiêu cực tím và cách nhiệt rất là tốt cho chúng ta rồi. Và cũng được trang bị luôn cả một cái bộ vé mưa nữa. Tiếp theo là chúng ta quan sát cho em đấy. Về cái phần cua lốp ở phía sau đây thì phần... Đấy, nghe tiếng âm gõ không ạ? Nó là sắt xi tôn rất là dày, không có bất kể một giọt ma tít nào quý vị nhé. Đấy, chúng ta ngồi đây để quan sát cho em này. Cái đường chỉ này, đấy, chạy vẫn còn nguyên bản zin hết này quý vị ạ. Và ở phía bên trong đây là hệ thống keo chống ồn cũng như là giảm sóc nguyên bản, chưa hề có thay thế quý vị nhé. Thì cái lớp keo chống ồn này bên trong nó rất là dày, giúp cho cái khả năng mà cách âm chống ồn cũng rất là tốt. Cái tiếng mà vọng từ lốp lên trên khoang lái nó rất là ít. Bây giờ thì em sẽ mở cánh cửa để chúng ta quan sát luôn về cái keo chỉ cánh cửa phía trước đây. Đây là một trong cánh cửa mở nhiều nhất trên tất cả các chiếc xe, cho dù chúng ta đi một người hay chúng ta đi cả gia đình. Thì chúng ta đầu tiên là quan tâm về hàng ghế nội thất và cái ghế lái. Tiếp theo nữa là đến cái táp đi cánh cửa ở bên lái. Thì quý vị quan sát đấy ạ, đẹp từng góc cạnh, từng cm luôn. Ở trên Toyota Camry thì là trong phân khúc hạng D bao giờ cũng được ốp gỗ ở tất cả các cái tay mở cửa, nắm vô lăng rồi các cái vị trí như là yên ngựa để mà cho chúng ta nhìn nó rất là sang trọng, bóng bẩy đúng không ạ? Hệ thống lên xuống kính này, kính đằng trước là một trạm auto, còn lại là khóa cửa. Khi mà xe di chuyển chỉ cần 10 km thôi là tự động chốt cửa, hệ thống điều chỉnh gương. Trang bị là có hai loa trang bị ở phía trước và được trang bị hai loa trầm ở phía sau, kết hợp với lại giải loa tép nữa, tái tạo âm thanh rất là hay và được trang bị hệ thống đầu đĩa. Chúng ta quan sát cho em về cái phần ngàm khóa ở đây ạ. Đó, ngàm khóa bản lề ở cánh cửa phía sau thì quý vị nhìn đấy ạ, nó đẹp từng cm luôn. Keo chỉ là zin 100% quý vị nhé. Tiếng đóng cửa của xe này rất là chắc chắn. Về cánh cửa phía đằng sau thì chúng ta nhìn đấy ạ, cái góc mở nó rất là rộng rãi 80 độ để giúp cho cái người ngồi hàng ghế phía sau rất là thoải mái. Mà ở hàng ghế phía sau thì được trang bị luôn cho chúng ta là một cái bệ tì tay. Trên cái bệ tì tay thì được trang bị luôn là để chúng ta để chai nước nữa, cho nên là nó rất là thuận tiện để chúng ta di chuyển. Đấy. Khi mà chúng ta bước vào trong ngồi thì cái vị trí ngồi rất là rộng và chúng ta chỉ cần gạt cái này xuống thôi là có một cái bệ tì tay. Chúng ta có thể mở lên ạ để chúng ta để nước. Nó có cả một cái hốc để chúng ta để chai nước này. Ấn tay vào đây thôi ạ, mở cái này ra và chúng ta để nước ở hai bên. Chúng ta ngồi, chúng ta ngồi 3 người thì chúng ta sẽ đóng cái bệ tí tay lên và chúng ta sẽ ngồi một người ở phần trung tâm. Tất nhiên cái vị trí hàng ghế sau này nó rất là rộng, nó thoải mái, tức là nó rơi vào khoảng tầm 30 phân cái khoảng cách đầu gối với cái hàng ghế trước để giúp cho chúng ta di chuyển tất cả cái cung đường xa không hề bị mỏi, bị đau lưng. Mà chúng ta đi được hàng nghìn km ở trên chiếc Toyota Camry, nó đấy là một cái điều mà tuyệt vời mà Toyota, đặc biệt nhất là Camry mang lại. Trên này là hệ thống đèn trần, đèn đọc sách và nỉ. Thì cái lớp nỉ này nó là lớp zin tuyệt đối quý vị nhé. Đây là một cái bộ ghế da phải nói là rất chất lượng, da xịn quý vị ạ. Kể cả hàng ghế sau này cũng là da có lỗ thông hơi ở lưng cũng như là ở phần mông chúng ta ngồi, giúp cho cái khả năng để chúng ta di chuyển nó rất là thoáng. Bật điều hòa lên nữa thì nó rất mát. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát cho em về cái phần cốp của xe. Trên chiếc xe ở trong phân khúc hạng D thì được bao giờ cũng thấy trang bị một cái cốp rất là rộng. Và cái cốp này để được rất nhiều các cái vali, hành lý, đồ đạc để chúng ta di chuyển các cung đường xa. Thì chúng ta quan sát cho em đấy, đèn là zin tuyệt đối quý vị nhé, không có bất kể một vết dạn chân chim nào trên tất cả những cái đèn này đâu. Cốp thì chúng ta sẽ mở bằng, một là dùng bằng chìa khóa, hai là chúng ta móc ở cái ghế lái của chúng ta. Thì quý vị nhìn đấy ạ, từ những cái chi tiết nhỏ nhất này là cái thanh chrome ốp ở đằng sau. Tiếp theo là cái logo của Toyota đặc trưng đầu trâu nằm ở phần chính giữa, zin tuyệt đối quý vị nhé. Và cái chữ Toyota, cái chữ Camry này, thanh mảnh, mảnh mai, rất là sắc nét của Camry nguyên bản. Còn những cái tem mác mà thay rồi nó sẽ rất là xấu. Đấy, khi chữ 2.4G được trang bị ở phía bên phải. Thiết kế trên cái cốp này là hai đèn, một đèn là rời ở trên hai cái phần hông của cốp, một phần là ăn vào sắt xi thân của xe. Thì quý vị quan sát đấy, đây từ cái góc này cho nó dễ này, nó đẹp, nhựa ABS zin hạng loại 1. Cho nên ấy là sau bao năm tháng nhìn nó vẫn còn rất là đẹp, chất lượng mà gần như là mới đến 95%.
Nói thì chúng ta có thể là không tin, nhưng mà nếu mà quý vị anh chị các bạn ở cạnh xe, sờ vào xe và cảm nhận được thì nó mới là chất lượng thật sự quý vị nhá. Rồi bây giờ em sẽ mở lên để chúng ta quan sát lòng phía bên trong. Cái lớp nỉ thì nó là sạch sẽ, đẹp, nguyên bản, không có mất bất kể một cái góc cạnh nào quý vị ạ. Còn keo chỉ thì nó zin 100% rồi. Chúng ta quan sát về phần dưới cái lòng đựng lốp sơ cua cho em đây. Thì cái chỗ này là khoang chứa hàng này, rất là rộng rãi, chúng ta có thể để 5 đến 6 cái vali thoải mái luôn. Phía trên đây là trang bị là hai cái loa để mà chúng ta nghe nhạc giải trí. Thì quý vị nhìn đấy ạ, cái phần sắt xi nó là quá đẹp luôn quý vị ạ. Tiếp theo là về cái phần nỉ. Một chiếc xe không hề có chở những cái gì nặng, cho nên ấy là trong cái cốp này lúc nào nó cũng sạch sẽ bóng mà không hề bị trầy xước. Bây giờ em sẽ nhấc cái này lên để chúng ta nhìn cái lốp sơ cua đi theo xe này. Đây quý vị. Đó, lốp sơ cua 250 65 15. Đấy là lốp theo xe zin. Và chúng ta nhìn cái lòng lốp sơ cua này. Nó đẹp từng cm luôn quý vị nhá. Đóng cái cốp xuống đây ạ. Rất chắc chắn, nhẹ nhàng. Cái gầm của chiếc xe này thì phải nói là rất là chắc chắn. Em đã kích lên cầu để kiểm tra và những cái chỗ nào mà nó cần phải bảo dưỡng hay là thay cao su cái phần mà giảm giật thì em đã làm rồi. Cho nên là cái gầm nó rất là chắc, chúng ta chạy ở cao tốc 100-120 cây rất là chắc mà không hề có sự nhao lái, lệch lái. Hệ thống rô tuyên thước lái thụt thò của chiếc xe này thì tuyệt vời luôn. Chúng ta chỉ cần đổ xăng thôi. Đấy, lấy chiếc xe này về đổ xăng vào chúng ta di chuyển, chúng ta chạy thôi chứ không cần phải đầu tư bỏ thêm bất kể 1.000 nào vào chiếc xe này nữa. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần sườn xe ở phía bên phải của chiếc Camry này. Thì quý vị nhìn đấy ạ, một cái đường gân chạy dọc từ ở cái đầu đèn phía đằng sau mà đi ra cái phần tiếp giáp của cái phần đèn phía trước, chạy thẳng tắp phẳng căng mà không có bất kể một cái dấu hiệu nào của cái sự gọi là bị vênh hay là bị lệch một chút nào cả. Bởi vì mới có một chiếc xe ấy, mà sơn lại thì bao giờ cũng thế, phải có cái phần là matit, sau đấy bắt đầu mới đánh giáp thì nó sẽ không thể đẹp được, phẳng được, căng được như là cái sơn zin cũng như là các đường gân đường chỉ zin của nhà máy. Thế thì ngoại hình ở phía này chúng ta quan sát đấy ạ. Cái bề mặt sơn của xe ấy, thì nếu mà chúng ta nhìn từ phía xa thì rõ ràng sẽ nhìn được hình ảnh của em nó hằn vào trong xe. Bởi vì là gì ạ, cái lớp sơn zin nó rất là chất lượng, nó rất là bóng, giúp cho cái khả năng phản quang, phản chiếu rất là tốt. Dàn kính của xe thì là nguyên bản tuyệt đối quý vị nhé. Không có một cái kính nào thay thế bị mất cả. Đấy, tất cả đều Toyota có mã thông số nằm ở trên này hết. Từ kính to, kính nhỏ, tất cả các kính là zin hết. Phía bên đây ạ, cua lốp đó, ở bên này với bên kia thì y chang nhau quý vị này. Chỉ cần nghe một cái tiếng gõ thôi là đã biết được cái chất lượng của xe rồi. Tiếp theo chúng ta nhìn xuống này, cái dàn lốp thì cả bốn quả phải nói là rất chất lượng luôn, đát rất cao quý vị nhé. Đấy, lốp này, lốp là lốp 2019 luôn, đát lốp 2019. Cho nên là chúng ta di chuyển cái quả lốp này là được khoảng tầm 4-5 năm nữa. Và số km để mà phải thay thì cũng phải tầm 7 vạn nữa. Rồi bây giờ em sẽ mở luôn cánh cửa để chúng ta nhìn keo chỉ cánh cửa phía sau. Thường ấy thì là chiếc Camry là cánh cửa phía sau là mở sẽ ít nhất, còn lại mở nhiều nó chỉ là ở cánh cửa lái thôi. Đấy, còn lại cánh cửa phía sau chúng ta nhìn đấy, nó đẹp mỡ màng luôn. Tất cả các cái gioăng này nó zin tuyệt đối quý vị ạ. Sờ nó mềm mát tay thích lắm, nó nguyên tuyệt đối mà. Bên đây là da này, được khâu ở trên này. Ở dưới đây là cũng là cao su non. Ở phần đây là phần nhựa. Đấy, trên này ốp gỗ có cả chỗ để chúng ta gạt tàn thuốc lá này. Đó, rất là thuận tiện đúng không ạ. Tiếng đóng cửa thì rất chắc chắn rồi. Về phần cánh cửa bên phụ thì chúng ta nhìn đây, keo chỉ, bề mặt sơn và táp ly thì chia ra là táp ly da và được trang bị ốp gỗ. Thì quý vị nhìn đấy ạ, rất là liền lạc đầy đặn mà không có bất kể một dấu hiệu nào của một cái sự lão hóa theo thời gian đâu. Rất là liền lạc đúng không quý vị. Tất cả những cái khe khít này nguyên bản zin tuyệt đối hết. La răng của xe rất đẹp quý vị ạ. Đấy, la răng là phải nói là cái lớp sơn này là lớp sơn zin. Theo thời gian năm tháng tháo ra vào lốp thì có vài vết xước, la răng nào cũng thế. Thì cái này không tránh khỏi. Bên trong này là tất cả cái bu lông này còn rất đẹp này. Má phanh phẳng căng luôn. Cái đĩa phanh này phẳng căng luôn, không có bất kể một dấu hiệu nào của cái sự bị lõm, bị lồi cả. Nó rất là phẳng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng em vào trong cái khoang nội thất này để xem ở cái phía đằng trước trang bị ghế lái trang bị những gì nhé quý vị. Trước mắt chúng ta quan sát cho em về cái bề mặt táp lô thì chúng ta thấy đấy, bóng khí được đặt ngay cái phần ghế hành khách để cho cái đảm bảo an toàn. Và một chiếc xe em nhấn mạnh như này,
nếu mà để ở ngoài nắng nhiều ấy thì tất cả các đường này là không bao giờ nó sẽ được thẳng phẳng căng như này. Đây là một chiếc xe mà bác chủ là bác này, bác ấy là giám đốc của công ty xây dựng ở tại thành phố Hưng Yên. Chính như vậy là bác ấy đi, bác ấy để rất là cẩn thận ở trong công ty. Đấy, chúng ta thấy đấy, cái bề mặt táp lô này là một cái bề mặt mà liên tục sẽ bị ảnh hưởng bởi cái ánh nắng của mặt trời, nó sẽ chiếu vào, nó sẽ làm bong chóc cái bề mặt này. Nhưng mà ở đây là bác chủ bác ấy đi rất giữ gìn, cho nên chúng ta nhìn cái mép bóng khí này nó phẳng căng rất là đẹp, đúng không ạ? Không có bất kể một dấu hiệu nào của cái phần ánh nắng làm tác động đâu. Phía bên dưới đây ạ, là trang bị luôn một cái hộc để chúng ta có thể chứa được rất là nhiều các cái đồ trang bị. Và chiếc xe này đây, chính chủ từ đầu đấy, thì chúng ta thấy đấy, bác rất cẩn thận, là bác còn giữ cả những cái sách hướng dẫn sử dụng này, số điện thoại các thứ ở trên này hết này, rồi các cái kỳ thay dầu, ngày tháng năm thay dầu này, nó nằm hết ở trên này nhá. Bác chủ bác rất cẩn thận cho nên bác giữ lại hết. Em thì mua những cái chiếc xe này ấy, là em thích những chiếc xe đẹp chất lượng, còn những chiếc xe mà nhạch ở ngoài thị trường thì bên em không hề có mua. Với cái giá bên em chào bán thì tất nhiên là nó sẽ nhỉnh hơn với cả những cái chiếc xe mà ở ngoài thị trường anh em người ta bán khoảng tầm đắt hơn khoảng tầm 20 triệu. Nhưng mà 20 triệu đắt hơn thì chúng ta sử dụng nó lại có giá trị hơn. Em sẽ bật cái đầu này lên cho chúng ta xem nhé. Thì cái đầu này chúng ta có thể là dùng đĩa này, chúng ta có thể dùng FM radio các thứ này. Thì cái này lật lên để tra đĩa ở đây thì phải nói là cái đầu này rất là hay đấy. Đây, được chưa? Mở ra như này, chúng ta có thể dùng thẻ nhớ này, trong này dùng được thẻ nhớ này, dùng được đĩa này, đĩa đã ra. Và chúng ta muốn nghe nhạc bằng đĩa CD thì chúng ta cho đĩa vào đây. Còn chúng ta nghe USB, nghe thẻ nhớ chúng ta cho vào đây. Đấy, thì chúng ta có thể là dùng cảm biến lùi, camera lùi kết hợp mà cái đầu này thì rất là thuận tiện để chúng ta di chuyển. Về cái phần tiểu tiết thì quý vị quan sát đấy, trên tất cả các cái thanh mở này đều trang bị là cái ốp chrome, nhìn rất là sang, được chưa? Hệ thống điều hòa thì ở đây là chỉnh cơ. Phía dưới đây chúng ta quan sát này, để được đồ đạc ở đây, gạt tàn thuốc, tẩu châm thuốc, tất cả cái này nó là nguyên bản zin quý vị nhé. Đấy, theo thời gian năm tháng thì chúng ta nhìn đấy, nó còn rất là đẹp. Tẩu châm thuốc cắm ở đây, đóng lại. Chỗ này chúng ta để đồ, đây là một cái chỗ để chúng ta cũng là điện 12V, cái này là nguyên bản để sạc điện thoại làm gì đó này. Đây là để hốc để hai chai nước vào đây này. Tất cả những cái này là hoạt động trơn tru hoàn hảo hết quý vị nhé. Những cái phần da này này, cần số này là nguyên bản hết quý vị ạ. Đấy, những cái da này nó rất đẹp, sờ nó rất là thích tay. Được chưa? Phanh tay này thì chúng ta thấy đấy, cái cần phanh tay là cao su non zin hết. Những cái này thì nó là cao su non nguyên bản. Đó. Ở đây là có một cái hốc để chúng ta có thể, cái hộp để chúng ta chứa đồ, để điện thoại đóng xuống này, mở lên. Ở đây thì có một cái chỗ này nữa, chúng ta thì cho nước vào đây, để cả cái rất nhiều chai la vi ở chỗ này luôn, 6-7 chai, rất là rộng, đúng không ạ? Ghế của xe thì trang bị là ghế chỉnh cơ. Xe này được điều chỉnh vô lăng đấy ạ, lên vô lăng này, xuống vô lăng này, hai hướng nhá. Và có tích hợp inform một remote ở trên này, chúng ta muốn điều chỉnh hướng nào cũng được. Trên vô lăng được bọc da rất là chất lượng, cầm rất là thích tay, màu kem kết hợp với ốp gỗ, cho nên là chúng ta cái cảm giác cầm nắm đánh lái nó rất là nhẹ nhàng. Trần nỉ zin này, hai đèn đọc sách hoạt động này, đấy, hộp đựng kính này, rồi các cái miếng chắn nắng hoạt động rất là mượt mà nhé, mà không hề có cái dấu hiệu của cái sự bị vỡ hay là bị bong chóc. Bởi vì thường ấy, cam di là hay những cái gương này nó hay lỏng hay rơi dơ dão này, nhưng cái chiếc này thì nó rất chắc chắn. Đấy, cái nỉ của nó rất đẹp. Về phần đồng hồ phía sau vô lăng thì quý vị quan sát đấy ạ, được trang bị thiết kế nó là cái đặc trưng của Toyota rồi. Đồng hồ báo odo chuẩn đây quý vị này, 15,5 vạn nhá. Chiếc xe này nó là chip A này, chip B này và đồng hồ odo tổng đây. Hơn 200 triệu một chút, chúng ta đã sở hữu cho mình một chiếc xe nằm trong phân khúc hạng D, trang bị đầy đủ tất cả mọi tính năng công nghệ và di chuyển rất an toàn rồi. Xin cảm ơn toàn thể quý vị anh chị và bạn đã xem hết video clip của em đến giờ phút này. Em vừa giới thiệu nhanh đến toàn thể quý vị anh chị và bạn chiếc xe Toyota Camry 2004 chào bán với mức giá là 285 triệu. 285 triệu chúng ta đã sở hữu cho mình một chiếc xe Toyota Camry nằm ở trong phân khúc hạng D, nguyên bản tuyệt đối về keo chỉ, cam kết không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước. Và chiếc xe này bên em chào bán là 285 triệu, chưa bao gồm rút hồ sơ, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu quý vị anh chị bạn quan tâm chiếc xe này, nhấc điện thoại gọi cho em và chuyển cọc để mình nhận được chiếc xe này sớm nhất nhé. Nếu mà chúng ta thật sự thấy chiếc xe này cần, anh chị em bạn bè người thân mình đang có nhu cầu mua hoặc bán xe, thì hãy chia sẻ video clip này cho nhiều người cũng biết đến. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.